anh có đứng thằng kia nè, lúc mà lỡ nó cắt cánh lên thấy nó mới đẹp anh nè, có đang chạy quay đâu có đẹp anh. Phải không anh? Có phải đẹp nhất là lúc mà nó vừa nhấc chân lên là cái. Đó, còn nó gần tiếp đất đó thì nó mới đẹp đó. Đó, vậy nó mới đẹp đó. Chứ còn mà nó tiếp đất rồi nó chạy là một cái xe sướng hơn. Bà kia bà hoài kìa. Đó, bà chú hoài kìa. Tắt máy cái nó nhà xuống rồi. Nhưng mà tại vì nó chế nó tính trước rồi ha. Tắt máy bay vẫn còn ảo được, vẫn còn lượng được. Chứ một chiếc nữa. Sẵn vô đi. Cái nào nó có tăng nặng như máy bay không ta? Chứ đụng rồi chứ. Đụng rồi luôn hả? Đụng lại. Chứ đâu bay không đẹp. Bay gì cũng đã. Chiếc F bay không đẹp. Em chung người ta, thấy bay. Chiếc F bay không đẹp. Đó, chứ nó chiếc F bay không đẹp mà.